Xin chào cả nhà nha. Em nay giới thiệu một con em cối sinh tố thì gì vậy? Ba lắc cấp kinh gì nè, không biết nè. Dốt. Này con này nguyên con là da băng nha, điện 100V. Thủy tinh luôn. Cái này là bằng thủy tinh. Xin chào cả nhà ha. Em quá ở huyện Vĩnh Thạnh của Cần Thơ, thuộc tỉnh Cần Thơ. Em chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật nha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe đến tất cả các quý khách của chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa, đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt hết ha, vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình. Một con em này là lưỡi dao còn rất là bén nha. Đó, cái độ mới của nó là quý khách coi nè, nó ít bị mòn ha. Ta xây nhiều là bị mòn nè, không bị mòn ha. Cối thì tinh ha, nắp thì nắp cũng còn ok, mũ ha. Cái máy thì còn cực kỳ đẹp, nó bầu bầu, nó tròn tròn, rất là đẹp ha. Và đặc biệt em này là điện 100V, da băng nha quý khách. Đây, da băng đàng hoàng nha. Tết cơm 100V, 170W. Rồi, dây cấp điện ha. Cái nó có hai nút, một nút này là nhá, đè vô không có được, nó chỉ nhá thôi. Còn nút này là chạy luôn. Tắt. Ha, ok, rồi em sẽ test nước cho quý khách luôn. Test nước gì là chứng tỏ là gon nó không bị xì, không bị lủng á. Đó, em bán làm test đầy đủ hết ha. Đây. Không ướt ha. Cái đó là nhấp ha, con này là chạy luôn. Rất là bền nha. Cô chú anh chị em nào mà có ý định đầu tư làm quán sinh tố hay gì đó, rất là ngon. Hay là những cô chú nào hay xây sinh tố, xây rau má, xây rau củ để uống, để ăn đó, cũng rất là ok ha. Có mua thì ủng hộ em ha. Đó, hàng Nhật đàng hoàng nha. Không rịnh nước luôn. Cái bạn này thì em bán giá là 400.000 chưa bao gồm phí ship ha. Em có ship toàn quốc cho xem hàng luôn nha. Đúng hàng quảng cáo mới lấy nha. Rồi. Quý khách nhớ follow và đăng ký kênh giùm em ha. Tại mỗi lần em đăng cho quý khách biết à, em có đăng lên coi xem vui, ủng hộ em càng tốt ha. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Dạ, em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.